tại sao em nói là 12 triệu luôn. Và 12 13 triệu. Vâng, âm thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong clip của ngày mùng 1 tháng 3 năm 2020, cửa hàng âm thanh Lê Hạnh rất vinh dự được chào đón hai vị khách hàng đến từ Vĩnh Phúc. Vâng, anh Đàm Văn Tuấn, anh về cửa hàng âm thanh Lê Hạnh cùng với người anh em của mình trên Vĩnh Phúc cùng chơi audio. Và hai vị khách hàng cũng đã luôn theo dõi và đồng hành cùng cửa hàng âm thanh Lê Hạnh trong suốt chặng đường audio. Tuy các bác chưa một lần về với cửa hàng nhưng ngày hôm nay thì đã có mặt trực tiếp tại cửa hàng âm thanh Lê Hạnh, lựa chọn được một chiếc đài sáp 3 con 7, chiếc đài thứ 42 phải không ạ? 42. Vâng, chiếc đài thứ 42 thì về với cửa hàng thì anh Tuấn là những vị khách hàng cũng đã từng theo dõi kênh của âm thanh Lê Hạnh thì rất là lâu rồi, thì ngày hôm nay đích thực về với cửa hàng, anh cũng đã đặt sản phẩm này ngay khi hôm hàng về, thì anh cũng đã rất là ưng ý với sản phẩm. Ngày hôm nay anh có mặt trực tiếp tại cửa hàng để được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp chiếc đài sáp 3 con 7. Anh thấy sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Lê Hạnh thế nào? Rất là khó tính nhưng mà thực sự là hôm nay về đến cửa hàng là không chê vào đâu được. Vâng. Với những gì mà cửa hàng đã quảng cáo trên kênh đúng không ạ? Còn đẹp hơn tôi tưởng tượng. Vâng. Vâng, đây là những vị. Cường bảo là hay là đài này vừa mới sản xuất và sản mới quá. Vâng, bác Cường cũng là chơi audio. Bác Cường là chủ cửa hàng audio. À thế ạ. So vâng. Như này thì chỉ bằng 50%. 50%. Vâng, thì bác cũng đến từ Vĩnh Tường. Vĩnh Tường à? Vĩnh Tường. Thì chủ Vĩnh Tường ấy. Vâng, các bác cũng đã được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp chiếc đài sáp thứ 42 bên cửa hàng, chiếc đài sáp 3 con 7 thì các bác đã có một câu khen ngợi với sản phẩm này, chứ không phải do cô chủ quảng cáo quá là hay đâu nhá. Vì sản phẩm quá đẹp. Các bác còn nghĩ là sản phẩm mới. Chê là tại nó mới quá. Nhầm với lại hàng vừa sản xuất. Vâng, đây cửa hàng sẽ lướt lại một lần nữa cho tất cả những vị khách hàng trên mọi miền Tổ quốc được biết sản phẩm này. Vâng, vị khách hàng đến từ Thái Nguyên thì hôm trước anh cũng đã lựa chọn được một chiếc và chắc anh mới nhận hàng được 2 hôm nay. Thì anh cũng bảo là sản phẩm rất là đẹp và rất là mới, anh rất là ưng ý luôn. Vâng, đây sản phẩm đây. Vâng, tất cả là những chiếc đài sáp 3 con 7 về với cửa hàng thì đều có giá tiền là trên 20 triệu đồng. Nhưng sản phẩm thì được những vị khách hàng đánh giá cho cửa hàng âm thanh Lê Hạnh là những sản phẩm đã được sở hữu, những quý khách hàng đã được sở hữu những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Vâng, điển hình như chiếc mã 42 về trong ngày hôm trước thì ngày hôm nay anh cũng đã về trực tiếp dinh sản phẩm này. Thì các bác cũng có một câu khen là sản phẩm rất đẹp. Anh Tuấn là khó tính lắm ấy. Thì cửa hàng cũng đã đáp ứng được nhu cầu của anh Tuấn trong clip của ngày hôm nay. Vâng, bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì luôn có một tiêu chí là những sản phẩm về với quý khách hàng cũng như về trực tiếp cửa hàng thì muốn được những sản phẩm đẹp mỹ mãn để quý khách hàng ưng ý. Vâng, anh Tuấn thì cũng đã mua những nơi khác 2 chiếc rồi anh. 2 chiếc rồi. Nhưng không ưng ý đúng không? Không ưng ý là chuyển đi. Vâng. Thì giá thì chắc là chỉ tầm 19 triệu thôi. 22 triệu ạ. Lấy của ông Đào Duyên. Vâng. Nhưng không ưng ý thì anh cũng đã theo dõi bên cửa hàng thì anh đã lựa chọn. Nó cũng đẹp đấy nhưng mà mình ở trên mặt thỉnh thoảng nó có những sước. Vâng, sản phẩm thì đây là những sản phẩm hàng VIP được tuyển chọn rất là kỹ rồi. Thì những vị khách hàng khó tính cũng phải hài lòng với những thiết bị audio bên cửa hàng âm thanh Lê Hạnh cung cấp. Vâng, vậy cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Đàm Văn Tuấn. Anh đến từ Vĩnh Phúc cùng với người anh em của mình về trực tiếp cửa hàng lựa chọn các thiết bị bên cửa hàng cung cấp là chiếc đài sáp GF 3 con 7. Và lần đầu tiên về với cửa hàng thì anh cũng đã rất là ưng ý rồi. Vâng, âm thanh Đức Hạnh không biết nói gì hơn, cũng chỉ biết chân thành cảm ơn tới tất cả những vị khách hàng trên mọi miền Tổ quốc đã đồng hành cùng cửa hàng âm thanh Đức Hạnh trong suốt chặng đường audio của mình. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin chân thành cảm ơn tới tất cả những vị khách hàng đã luôn cho cửa hàng âm thanh Đức Hạnh những lời khen ngợi, kể cả trên những trang Zalo riêng của mình thì được rất nhiều anh em đã mến mộ và yêu thích. Vâng, xin thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Rất là hay. Vâng, em cảm ơn anh nhé.